Rồi, hello, xin chào mọi người đến video tiếp theo trên kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi lên trên rẫy để xem một ngày làm việc trên rẫy của mình. Nhưng mà chủ yếu hôm nay là mình đang là khui sầu riêng mọi người ạ. Đây cho mọi người coi nha. Đó, đang là chẻ ra này. Thấy hay hay cho nên là quay cho mọi người coi về cái trái sầu riêng đầu mùa. Khui ra thì nó cũng thấy vàng nè. Đấy, bây giờ lấy không tẽ ra được mọi người ạ. Nó chín héo mà đâu phải chín cây đâu mà tắt ra được. Chín héo thì nó khó tắt lắm. Đó, đây bây giờ mình lấy con dao lam mình khơi ra thử nha. Xem là ăn có được không. Đấy, nhìn thì nó cũng vàng đấy nhưng mà thục vô thì nó cũng còn cứng mọi người ạ, nó chưa mềm đâu. Đó, cũng gọi là có miếng sầu riêng đầu mùa mà ăn, chứ ngoài đường người ta bán mắc quá. Đó. Ngọt mọi người ạ, ngọt lắm. Sầu riêng chín héo. Ăn cũng ngon. Cũng gọi là ngọt mọi người ạ. Đó, đây là bây giờ mình khơi cái khúc này ra có vẻ nó mềm hơn nè. Này nó mềm hơn nè. Đó, cắt ra đó, khúc này mềm ăn ngon. Đó, sầu này là sầu Thái nha mọi người ơi. Đó, sầu thái đó. Ngon, được á. Ngon đấy. Thơm lắm mọi người ơi. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan cái vườn sầu riêng ngày hôm nay nha. Hôm nay thì không có bẫy chim. Tại vì là mưa lắm. Ngày nào cũng mưa hết cho nên là không có dám mang chim lên rẫy. Rồi bây giờ quay cho mọi người xem cái rẫy sầu riêng của mình nè. Thì cái vườn này theo đúng kế hoạch ấy thì tầm bây giờ là giữa tháng 5 thì tầm khoảng 2 tuần nữa thì sẽ được cắt mọi người ạ. Giá sầu riêng ngày hôm nay thì ở cái dòng sầu riêng ri ấy là hình như là 38.000 một ký cắt tại vườn. Còn sầu riêng này là sầu riêng Thái thì cắt tại vườn hình như là được 63.000 hay là 62.000 gì đó mọi người ạ. Thì hy vọng là đến cái lúc mà tới lượt mình thu thì chỉ cần 60 thôi là ngon lắm rồi. Kìa, một con hút mật sắc pháo rồi mọi người. Đỏ le kìa. Kìa, sắc pháo kìa, đỏ le luôn kìa. Thấy không? Đây nè, nè. Đó, ở trên ngọn đấy. Ôi ôi, đâu mang chim đi bẫy đâu. Ôi ôi, đỏ lòm luôn kìa. Đó. Đó, nhìn thèm chảy dãi ra nhưng mà không làm ăn gì được mọi người ạ. Úi giời, nó ỉa kìa. Và mình đứng mình nhìn nó còn ỉa một bãi vô trên mặt mình nữa. Rồi, nó bay luôn rồi mọi người. Đó thì ở mùa này thì hút mật nó cũng về trên rẫy nhiều lắm mà mưa quá. Mưa quá với lại đang bận treo trái mọi người ạ. Rồi, rồi bây giờ đi qua cái khác thôi. Đó, đang là mấy nay đang là phát cỏ này, phát cỏ quanh gốc này. Rồi xịt cỏ nè, mọi người thấy cái cỏ này, cái nền nó vàng không? Đã xịt cỏ được khoảng 3-4 ngày rồi đấy. 3-4 ngày. Cỏ này thì nó chết từ từ thôi, cỏ lưu dẫn mà. Từ từ nó mới chết này. Nè, à, nó vàng hết rồi. Đấy, đang là phát cỏ bồn. Rồi bữa nay thì đang là xịt thuốc sâu mọi người. Đang là xịt á, bố mình đang xịt á. Đấy thì mình thấy trái sầu riêng, cái là bật camera lên quay cho mọi người coi. Đó, sầu riêng. Sầu riêng này thì đoạn này là nó được tầm khoảng 50 ngày rồi. Đấy thì còn được tầm khoảng 2 tuần nữa, 2 tuần đến 20 ngày. Đấy thì khoảng đấy là bắt đầu được thu. Chừng nào mà thấy cái gai này nó hết màu hồng mọi người. Cái gai này hết màu hồng thì nó mới già được. Còn gai này bây giờ nó vẫn còn màu hồng nè mọi người. Cho nên là nó vẫn còn non.
chưa ăn được. Đang cái giai đoạn làm cơm thôi. Đó. Thì giai đoạn này là mới bỏ phân này. Bỏ phân rồi xịt thuốc sâu, xịt thuốc rệp, nấm, nấm trái. Đó. Rồi với lại đi cột trái. Này, cột trái như này mọi người. Nếu không cột thì cái chỗ này nó sẽ bị xé ra. Nó nặng quá, mỗi lần gió thổi qua, gió thổi mưa là gió nó quật là nó lay 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 về này. Là cái cuống đấy nó xé ra luôn. Đó. Rồi bây giờ sẽ dẫn mọi người đi thăm cái vườn mà cái cây mà được 18 trái hôm bữa mình quay cho mọi người coi đó, cái cây sầu riêng ri 6 đó. Đó là coi bữa này nó bự bằng nào rồi nha. Đó. Cái trái dưới thì được bằng này. Trái dưới hôm bữa nó bằng cái tay mình chứ mấy. Bữa nay nó to gấp mấy lần tay mình rồi nè, thấy không? Rồi mấy trái trên nó mới ác nè mọi người. Mấy trái trên nó phát triển mới ghê này. Hôm bữa cái trái này lúc mình quay mọi người bé tí xíu á. Bữa nay thì cái khối lượng của nó được tầm khoảng ngót nghét 3 kg rồi. Cái này bự. Còn mấy trái kia thì hơn ký. Từ 1 đến 2 kg. Bữa nay mình gặt bớt đi rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 trái. Gặt bớt đi 5 trái rồi. Tại vì cái cây này nó bé quá mà nó neo nhiều trái quá, mình sợ nó suy cây. Đấy cho nên thôi để 13 trái thôi là cũng nhiều rồi. Đấy hái bói mà, trái bói. Đây nữa là đây cho mọi người coi cái trái sầu riêng này có thể nói là bự nhất trong cái vườn mình luôn mọi người. Trái này nó thành hàng heo rồi. Trái này thấy có vẻ già rồi nè. Những cái gần này nó già rồi nè. Trái này nó thành hàng heo rồi. Nó thành hàng heo nghĩa là hàng hai mọi người. Tại vì sầu riêng ấy mà mọi người chăm mà nó trái nó to quá thì cũng không được. To quá người ta cũng không có chuộng đâu. Tại vì biết sao, nó to thì thường nó vỏ nó nhiều lắm mọi người. Vỏ dày với lại ruột ruột cái hột nhiều. Thịt không được bao nhiêu hết. Thành ra là nó vừa to ký mà thịt nó cũng không hơn mấy quả nhỏ bao nhiêu hết. Thành ra gọi là hàng hai. Này, để nó to quá mọi người. Cây mà ít trái quá thường nó hay bị hàng heo lắm. Đó. Bự không? Bự vậy bây giờ hay bán hàng hai thôi, mình để mình ăn cho rồi. Nhưng bán được có nửa giá, 2 tính 1. Cứ 2 kg người ta tính 1 kg mọi người ạ. Cây này nói chung cũng ra bói cho nên là trái nó không có được tròn, nhìn nó heo lắm. Nhìn nó ra trái heo lắm. Đây mình đến cái cây này cho mọi người coi. Sạc pháo về quá trời luôn mọi người ơi. Sạc pháo với chim sâu các loại. Bữa nay trên rẫy là sẽ có những cái loại như là sắc pháo 5 màu, 7 màu, ốc mít. Đấy, có mấy cái loại đó đó. Còn là họng đen thì khu này không có mọi người. Họng đen khu này hiếm lắm mới về con. Còn nếu mà muốn kiếm họng đen thì lên rừng mới có. Còn này vùng ven thôi. Đó, thì như cái cây này nó mới gọi là tròn này mọi người. Nó vô cái giai đoạn được tầm khoảng 8-9 năm là cái độ chín của cây sầu riêng. Trái nó ra nó sẽ rất là tròn và dày trái nữa mọi người. Đã mê ghê không? Đó, 2 tuần nữa. Đấy, thời gian này thì đang chiến đấu cật lực ở trên đây. Đấy, ăn rồi ngủ nghỉ ở trên đây hết đó mọi người. Cứ chiều sáng đi chiều về, sáng đi chiều về, ngày nào cũng như ngày đấy. Thì làm nông dân thì cả năm thì trông chờ hết vô cái vụ này thôi. Quan trọng nhất là cái giai đoạn này quyết định luôn là có tiền hay không là quyết định vô cái giai đoạn này đấy. Đấy, chăm cho nó tròn, nó to rồi chăm nó khỏi sâu, khỏi bệnh. Đấy, tới hồi được cắt là có tiền. Tiền nằm ở trên cây nè. Đấy. Nông dân đấy là cả năm trời mọi người. Một năm một vụ thì tất cả những cái công sức, tâm huyết hay là những cái gì mình bỏ ra thì dồn cả vào cái cây sầu riêng này hết mọi người ạ. Tất cả như lý trí, tâm hồn, tâm sức, tâm huyết gì dồn hết vô cây sầu riêng vụ này. Đấy, ăn sống mái hay sao là trong vòng 20 ngày nữa mọi người. 20 ngày nữa là sẽ được thu. Đấy. Đấy thì bữa nay thì chỉ có vậy thôi mọi người ơi. Chủ yếu là dẫn mọi người đi tham quan cái vườn sầu riêng cũng như là ăn cái miếng sầu riêng đầu mùa là trái bị héo thôi, nhưng mà cũng rất là ngon mọi người, rất là thơm luôn, ăn rất là ưng ý. Đấy, cây sầu riêng cây trái đó, hy vọng tới hồi mà mình được cắt thì có giá tầm 60.000 là mừng thấy bà luôn rồi. Đấy, năm ngoái thôi tới hồi mình cắt thì được giá 60 mọi người ạ.
Nhưng mà tới cuối mùa thì còn giá có 52, 53 thôi. Đó. Rồi, thì đấy cũng là tất cả những gì có trong cái video ngày hôm nay. Chỉ có nhiêu đó thôi mọi người. Đã khoe mọi người về vườn sầu riêng nhà mình thôi. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video nha. Hẹn mọi người video lần sau nha. Rồi, thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo trên kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.